always on my mind, all day, just all the time. You're everything to me, brightest star to let me see. You touch me in my dreams, we kiss in every scene. I pray to be with you through rain and shining. Con quỳ đây dâng Chúa tiếng ca cảm tạ. Chúa cho con người bạn đường sống như bạn đời. Xin cho nàng như mây trên ngàn, như suối nồng nàn, có yêu thương nâng đỡ ủi an, sắt son hiền ngoan. Con quỳ đây dâng Chúa tiếng ca cảm tạ. Chúa cho con người bạn đường sống như bạn đời. Xin cho chàng như mây huy hoàng, như sóng ngập tràn, bước hiên ngang trên lối trần gian, sống vui trọn đời. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau, luôn thắm tình ban đầu, mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin, mãi mãi cho em thơm ngát ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau. Trong tình yêu Thiên Chúa
bao là tuyệt vời, bao là tuyệt vời. Nắm tay nhau cùng hẹn lời mến yêu trọn đời. Xin cho nàng chúng câu ân tình xây đắp gia đình, sống bên con qua những buồn vui, vững tin ngày mai. Trong tình yêu Thiên Chúa bao là tuyệt vời, nắm tay nhau cùng hẹn lời mến yêu trọn đời. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, hiện diện trong thánh lễ hôm nay, chúng ta vui mừng chào đón chú rể Paulo Cố Định Dương và cô dâu Maria Trần Thị Thu Hà trong ngày họ quyết định lập gia đình trước mặt Thiên Chúa và Giáo hội với sự chứng kiến của mỗi người trong chúng ta cũng như sự hiện diện của hai bên gia đình. Chúng ta cùng một tràng pháo tay để chúc mừng anh chị và chào đón nhau. Hiện diện trong thánh lễ này, chúng ta cũng vui mừng chào đón sự nghiệp dâng thánh lễ của cha Giuse Trần Công Văn đang hiện diện là cha xứ Xuân Hồi cũng có mặt để tham dự thánh lễ hôm nay. Chúng ta cùng cảm ơn và chào đón chào một tràng pháo tay. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Anh chị em thân mến, để cử hành nghi lễ này, chúng ta vui mừng sum họp trong nhà Chúa, chung quanh anh Paulo Vũ Đình Dương và chị Maria Trần Thị Thu Hà trong ngày họ quyết định lập gia đình. Đối với họ, đây là giờ phút quan trọng đặc biệt. Vì vậy, chúng ta hãy lấy lòng yêu mến, nghĩa bạn bè và lời cầu nguyện lượng tình huynh đệ mà nâng đỡ họ. Hãy cùng họ lắng nghe lời Chúa nói với chúng ta hôm nay, rồi cùng với Hội Thánh và nhờ Chúa Giêsu Kitô khẩn khoản ban ngài Chúa Cha, xin ngài lấy lòng nhân hậu đón nhận ban phúc lành và làm cho các tôi tớ Chúa sắp kết hôn với nhau đây được mãi mãi nên một. Vinh danh Thiên Chúa trên cả tận trời. Cho người thiện tâm, chúng con cảm ơn Chúa, chúng con chúc mừng Chúa, chúng con cảm ơn Chúa, chúng con cảm ơn Chúa, chúng con cảm ơn Chúa, vì vinh quang cao cả. Lời cầu nguyện.
Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí tích thật cao cả mà thánh hoa sứ phối hợp vợ chồng để trong giao ước hôn nhân Chúa ban trước bầu nhiệm của Đức Kitô và tôi thánh. Chúng con nài xin Chúa cho các tôi tớ Chúa đây biết lấy việc làm thể hiện điều con nhận thức được qua đức tin. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người đang sống và hiện trí cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài chi sách Tobia. Bây giờ anh Tobia trỗi dậy khỏi giường và nói với cô Sara rằng: Này em, hãy trỗi dậy, chúng ta hãy cầu nguyện và khẩn xin cùng Chúa chúng ta để Ngài đoái thương ban cho chúng ta được ăn lành. Nàng trỗi dậy rồi cả hai cầu nguyện và khẩn xin Chúa ban cho họ được an lành. Họ dâng lời cầu xin thế này: Lạy Chúa của cha ông chúng con, xin chúc tụng Chúa, xin chúc tụng danh Chúa đến muôn ngàn đời. Các tầng trời và toàn thể công trình của Chúa phải chúc tụng Chúa đến muôn ngàn đời. Chúa đã dựng nên Adam và ban Eva cho ông làm người trợ tá đắc lực. Từ hai ông bà mà sinh ra loài người, Chúa đã nói rằng: Con người ở một mình không tốt, chúng ta hãy làm ra cho nó một trợ tá xứng đáng với nó. Giờ đây, không phải vì ham mê sắc dục mà con cưới em con đây, nhưng vì lòng chân thành, xin rủ lòng thương xót cho con và nàng. Xin cho chúng con cùng sống an khang đến tuổi già. Họ đồng thanh nói: Amen, Amen. Đó là lời Chúa. Mừng Chúa, Sion hân thịnh và vui con.
chịu đựng lẫn nhau và tha thứ cho nhau. Nếu người này có chuyện thì trách cứ người kia, như Chúa đã tha thứ cho anh em cũng hãy tha thứ cho nhau. Trên hết những điều ấy, anh em hãy có đức yêu thương. Nó là dây liên kết điều toàn thiện. Nguyện xin bình an của Đức Kitô ngự trị trong lòng anh em. Sự bình an mà anh em được mời gọi đến được trong một thân thể, anh em hãy cảm tạ tri ân. Ước chi lời Đức Kitô ngự cho anh em cách dồi dào với tất cả sự khôn ngoan, anh em hãy dạy dỗ và chỉ bảo lẫn nhau. Với lòng tri ân, anh em hãy cùng những bài thánh tịnh, thánh thi và thánh ca để hát cùng cảm tạ Thiên Chúa trong lòng anh em. Tất cả những gì anh em làm, trong lời nói cũng như hành động, tất cả mọi sự, anh em hãy làm vì danh Chúa Giêsu, nhờ người và đã ơn Thiên Chúa Cha. Đó là lời Chúa. Và xâm lấn nơi các gia đình trẻ ngày nay.
Có những con người hôn nhân như một bản hợp đồng, một bản tình yêu, thích thì yêu, thích thì cưới và không thích thì bỏ nhau, cho nên dẫn đến tình trạng ly hôn say. Nghĩa là cưới nhau chỉ trong một thời gian ngắn, người ta chán nhau và đưa nhau ra tòa để xin ly hôn. Anh Dương và chị Thu Hà thân mến, sau một thời gian tìm hiểu nhau, anh chị đã có thời gian cùng cầu nguyện, học giáo lý để hiểu biết về Chúa và trách nhiệm của người chồng, người vợ, cha mẹ và trách nhiệm dạy dỗ con cái. Khi hai bên đến với nhau và sẵn sàng bước vào đời sống chung, họ đối xử với nhau rất là quảng đại, cái gì cũng hỏi ý kiến, cái gì cũng để ý xem người mình thương mến có phản ứng gì hay không. Nhưng sau một thời gian sống chung, cái tôi ích kỷ đáng ghét nổi lên và làm cho vợ chồng không còn sống cho nhau nữa mà sống ích kỷ cho bản thân mình. Khi yêu nhau, cô nàng cầm một quả táo cắn một miếng đưa cho chàng và nói mời chàng thưởng thức. Anh chàng cầm quả táo cắn dở và nói ôi trái táo ân tình, trái táo của Thượng Đế trao, lẽ nào ta không thưởng thức vì tình yêu dịu ngọt của nàng. Ấy thế, nhưng khi về ở với nhau được 2 năm, cô vợ cũng cầm trái táo cắn một miếng rồi đưa cho chồng nói cọc cằn thì ăn đi. Người chồng cong mặt lại nói rằng cái con này mày ăn thừa không ăn được nữa thì đưa cho tao sao. Vì thế hai vợ chồng hãy tôn trọng nhau, tôn trọng những cái tốt đẹp nhưng cũng thông cảm và đón nhận những khuyết điểm của nhau. Không nên dùng áp lực bắt người này phải theo ý kiến của mình, cho ý kiến của mình là số 1. Muốn cho gia đình được yên vui đầm ấm, cần phải có sự nhường nhìn nhau, vì người ta nói một sự nhìn bằng 9 sự lạnh. Nhường nhìn nhau cũng đồng nghĩa với phải từ bỏ cái tôi ích kỷ đáng ghét. Chút nữa anh chị sẽ cầm tay nhau để cam kết sẽ yêu thương và tôn trọng nhau mọi ngày suốt cuộc đời. Yêu thương và tôn trọng là vợ kính trọng chồng, chồng tôn trọng vợ, người bạn đời và mình bình đẳng với nhau, trợ tá giúp nhau và sống hiệp thông như lời Thánh Phaolô mời gọi anh chị trong bài học thứ 2 mà cô dâu mới đọc. Hãy mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm cung, ôn hòa, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau và hãy tha thứ cho nhau. Văn học Pháp Anthony đã nói, yêu nhau không phải là ngồi đó nhìn nhau, nhưng cùng nhau nhìn về một hướng. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, cách riêng là chú rể và cô dâu, ai trong chúng ta, nhất là những người có gia đình, đã từng nghe, từng biết, từng chứng kiến những con virus quái ác này, đó là đảo lộn cuộc sống gia đình. Xin anh chị hãy đến gặp bác sĩ Giê-xu, vì lương y cao tay và từ mẫu. Hãy cầu nguyện với Ngài để sống thân tình mật thiết với Ngài, để diệt trừ những con virus đáng sợ làm ảnh hưởng đến đời sống hôn nhân và gia đình. Hãy mời Chúa Giê-xu đến hiện diện với gia đình anh chị từ lúc bình minh cho tới đêm về, để chính Chúa luôn hiện diện và đồng hành trong mọi biến cố gia đình, vui buồn, thành công hay thất bại. Hãy tâm sự với Chúa và hãy xin Ngài làm tư vấn dành riêng cho gia đình mình về những khó khăn vướng mắc nơi người vợ, người chồng hoặc con cái. Đừng chia sẻ những chuyện gia đình thầm kín của mình cho những người khác, bởi vì đôi khi chuyện tan vỡ gia đình
là từ những chuyện mà chúng ta tâm sự cho người thứ ba. Hãy mời Chúa khám bệnh không chỉ thể xác và trong tâm hồn anh chị, vì nhiều thứ virus quái ác ấy đang tiềm ẩn, không có biểu hiện, nhưng chính Chúa sẽ đọc ra nguyên nhân gây bệnh và phương thuốc chữa trị. Xin Chúa chúc lành cho gia đình mới của anh chị. Xin Ngài gìn giữ anh chị để khỏi miễn nhiễm những con virus vừa nêu trên, để môi trường gia đình anh chị được sạch, mọi người không phải cách ly, nhưng là hiệp thông bền trọng trong tình yêu của Chúa và tình yêu thương nhau trong gia đình. Giờ đây mời anh chị hãy bước lên để lập giao ước với Chúa trong lời thề hứa ngày kết ước trăm năm này. Anh Phaolô, Vũ Đình Dương và chị Maria Trần Thị Thu Hà, anh chị cùng nhau đến nhà thờ để ý muốn kết hôn của anh chị được Chúa củng cố bằng một dấu ấn linh thánh trước mặt thử thách viên hồ thánh và cộng đoàn. Đức Kitô giang hồng tay ban phúc lành cho tình yêu vô phụ của anh chị và dùng ý tích đặc biệt mà làm cho anh chị nên phong phú và vĩnh mạnh, để anh chị mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân như chính người đã dùng ý tích thanh tẩy và thánh hiến anh chị. Bởi vậy trước mặt hội thánh, tôi hỏi anh chị về ý định. Anh Phaolô Vũ Đình Dương và chị Maria Trần Thị Thu Hà, anh chị đến đây để kết hôn với nhau, anh chị có bị ép buộc không? Thưa không. Thưa không. Anh chị có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa có. Thưa có. Khi chọn đời sống hôn nhân, anh chị có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa có. Thưa có. Anh chị có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Thưa có. Thưa có. Vậy bởi vì anh chị đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, anh chị hãy nắm lấy tay nhau, nói lên sự ước thuận của anh chị trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Anh là Phaolô Đình Dương, xin nhận em Maria Trần Thị Thu Hà là vợ của anh và hứa sẽ giữ lòng trung thủy của anh khi thịnh vượng những lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng những lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Em Maria Trần Thị Thu Hà xin nhận anh Phaolô Vũ Đình Dương làm chồng của em, hứa giữ lòng trung thủy với anh khi thịnh vượng những lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng những lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt cuộc đời em. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn đi sứ thuần của anh chị vừa tỏ bày trước mặt Hội Thánh, và xin Chúa tôn đổ phúc lành của Ngài trên anh chị. Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly. Nào ta chung tôn Chúa. Xin Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn cưới này mà anh chị sắp trao cho nhau, làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy. Em Maria Trần Thị Thu Hà, xin em hãy nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu của anh, Thiên Linh Cha và Con và Thánh Thần. Em Phaolô Vũ Đình Dương, xin em hãy nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của em, Thiên Linh Cha và Con và Thánh Thần. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, chúng ta vừa chứng kiến lời thề hứa thành vợ thành chồng của anh Phaolô Vũ Đình Dương và chị Maria Trần Thu Hà. Giờ đây họ đã chính thức thành vợ chồng trước mặt Thiên Chúa và giáo hội. Chúng ta một tràng vào tay để chúc mừng anh chị hai người. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã muốn người nam và người nữ sống đời gia đình để cộng tác với Ngài trong công trình sáng tạo và cứu độ, cùng tạ ơn với đôi tân hôn. Trong ngày thành hôn, chúng ta xin Chúa chúc lành và thánh hóa gia đình mới này. Gia đình Kitô giáo là niềm hy vọng cho thế giới hôm nay. Xin cho các gia đình Kitô giáo sống tinh thần tin mừng, để gia đình trở thành dấu chỉ của tình yêu thương và sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế giới ngày nay. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Con cái là một
Xin cho các bậc cha mẹ biết tích cực giáo dục con cái trong đức tin, đức cận và đức mến, để chúng trở nên những người con ngoan cho gia đình, xã hội và giáo hội. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Thiên Chúa tạo thành con người có nam có nữ, xin cho đôi tân hôn hôm nay luôn yêu thương, đùm bọc lẫn nhau trong tinh thần Kitô giáo, để gia đình của họ trở nên biểu hiện của tình yêu giữa Chúa Kitô và Hội Thánh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Sự gì Thiên Chúa đã liên kết, loài người không được phân ly. Xin cho gia đình hai họ và các thân hữu luôn đồng hành và đỡ lâm gia đình mới này, để góp phần thành hóa tình yêu và bảo vệ sự tín chung của họ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lời Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương hiến mình cho Hội Thánh. Xin được chúc lành và tôn độ muôn ơn trên gia đình mới này, và giúp họ luôn tha thiết sống thánh thiện, để trở nên dấu chỉ tình yêu giữa Chúa với mọi người. Chúa hằng sống và hiến chi muôn đời. Lời Chúa, chúng con này xin Chúa chấp nhận của lời chúng con dâng.
để cầu cho lời luật thánh thiện của hôn nhân, và xin Chúa tận tình chăm sóc công cuộc trên Chúa đã khôn ngoan săn đặn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lời Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, Phật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã dùng anh hoàn thuận êm ái và mỗi giây bình an không thể tham cơ, mà ràng buộc giao ước hôn nhân để sự phong phú trong trắng của đời sống vợ chồng, làm tăng số các nghĩa từ Chúa. Lời Chúa do sự quan phòng và nhờ ân sủng bằng những cách thức hết sức kỳ diệu, Chúa định lệ lôi cho cả hai điều này là cho muôn vật được sinh ra để niềm tôn thế giới, và cho con người được tái sinh để làm cho hội thánh thêm đông số. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ Người cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con hát bài ca chung tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng:
mà Chúa đã dẫn đưa tới lời ngày thành hôn. Nhờ ơn Chúa, xin cho anh chị được bền vững trong tình yêu thương nhau và được sống bình an. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sông lai, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho em thay được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Đường Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Đường, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế tức người dạy, chúng ta dám nguyện chúng con nguyện danh Cha đã sanh, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Giờ đây chúng ta hãy khẩn cầu Thiên Chúa ban phúc lành cho đôi tân hôn này. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu, ban ơn phù hộ che chở những người Chúa đã làm cho nên phong phú nhờ cuộc sống hôn nhân. Lời Cha chi thánh đấng tạo thành toàn thể thế giới, Cha đã dựng nên người nam và người nữ giống hình anh Cha, và đã muốn cho cộng đoàn của họ được tràn đầy phúc lành của Cha. Chúng con khiêm tốn này xin cho những tôi tớ Cha đây hôm nay được liên kết với nhau bằng giao ước hôn nhân. Lời Chúa xin tuôn đổ trang hòa phúc lành của Chúa xuống trên chị Maria Trần Thị Thu Hà và ban trăm năm của chị là anh Phaolô Vũ Đình Dương. Xin Chúa dùng quyền lực thánh thần của Chúa từ trên cao đốt nóng tâm hồn anh chị, để khi vui hưởng sự trao hiến cho nhau trong hôn nhân, anh chị đều gương đời sống quen toàn và trở nên cha mẹ nhân đức. Xin Chúa, lời Chúa xin cho anh chị biết ngợi khen Chúa khi vui, tìm đến Chúa lúc buồn, khi lao nhọc được vui mừng vì có Chúa hiện diện phù trì, lúc ngặt nghèo cảm thấy Chúa gần bên xoa dịu, và sau khi được cùng với đông đảo bạn bè bao quanh vui hưởng tuổi già diễn phúc, anh chị được đạt tới nước trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Thiên Chúa, lạy Chúa, con Chúa.
con ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành. Con quỳ đây dâng Chúa tiếng ca tạm cả. Chúa cho để những người đau khổ đói nghèo
nhìn thấy anh chị nhân hậu ngày kia sẽ biết ơn mà đón tiếp anh chị vào lâu đài vinh cửu của Chúa. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em đang hiện diện nơi đây. Lời xong chúc anh chị đi em đi bình an. Và nghe tiếng rung theo tim tha thiết ân tình rực tươi mong nên tình yêu cho nhau hôm nay đoạn nước không phai hy sinh cho nhau mãi đến bạc đầu khi nay khi sau giữ gìn tình yêu thắm nồng. Ơn phúc hai người đẹp duyên thắm tươi khi vui hay khi đau khổ suốt đời tình chẳng nhạt phai. Ngày nào đôi tim yêu nhau ôi những ngọt ngào nhiệm màu nhìn nhau thương yêu dâng cao mức xa xao được chung nhịp sống và nay bên nhau mê say hạnh phúc dâng đầy nơi linh thiêng đây đoạn hứa chung tình xin cha khoan nhân kết hợp tình yêu thắm nồng xin dâng bao nhiêu mơ ước. Ơn phúc hai người đẹp duyên thắm tươi khi vui hay khi đau khổ suốt đời tình chẳng nhạt phai. Từ nay chung kiên bên nhau nên nghĩa vợ chồng một lòng. Từ nay theo gương Giêsu thương mến chân tình yêu thành tín. Rồi khi mai con thêm đông nuôi dưỡng một lòng cho con vui ngoan xin Chúa nhân lành thương ban muôn ơn duyên tình đẹp hơn nắng.